Ok, thứ đầu tiên đã bị xóa khỏi Blockfoot đó chính là gì biết không? Không. Là cái gương trong Blockfoot. Ở đó đây á là sẽ có hai cái gương ở đây nha. Cái chỗ mà để cất cái kiếm rồi áo choàng đồ hồi xưa đó biết À, không? cái gương đó hả? Là dành cho cái kiến đó. Thì đó chính là nơi để chúng ta có thể lấy những món vũ khí như là kiếm, súng và những trái quỷ ở đất trước. Tuy nhiên vì cái sự bất tiện của nó nên là admin đã xóa ra khỏi game và thay thế bằng cái cơ chế mới. Đó chính là cái cơ chế item mới, nơi mà chúng ta có thể lấy tất cả mọi thứ ra ở bất cứ nơi nào mà chúng ta muốn mà không cần phải chạy về mansion. Ui, gì? Em random cho Bích Hà. Trời, các bạn ơi, biết chuyện này là gì không? Thì cái bí mật tiếp theo đó chính là nếu mà các bạn đăng ký kênh của Crazy Lane á thì tỷ lệ mà các bạn random ra trái Legendary tăng lên rất là cao nha các bạn. Ở update hiện tại thì có vẻ các bạn quá quen thuộc với việc sử dụng fragment để đi random trái quỷ. Ủa lộn. Để đổi tộc và cũng như là reset start đúng không? Tuy nhiên nếu như các bạn không biết thì ở những update trước lúc mà fragment chưa tồn tại thì thứ mà chúng ta dùng thay thế cho fragment đó chính là cái rare artifact. Em biết cái cục đó là gì không? Cái cục đen đen á, ngày xưa em có chơi nên biết nè. Cái đó em biết đánh từ đâu ra không? Gâu đen. Chuẩn, thì lúc trước các bạn chỉ cần đi đánh gâu đen là các bạn sẽ nhặt được cục đó. Và các bạn cần phải sử dụng cục đó để có thể đổi những cái item như là Dragon Talon. Hoặc đơn giản hơn đó chính là đổi tập thôi. Và ở những update trước á, nếu mà các bạn muốn thức tỉnh trái quỷ hay là mua bất cứ thứ gì đều cần phải có cái cục Rare Artifact đó. Và các bạn biết rồi đó, đánh một con boss gâu đen thì sẽ rất là cực khổ và khó khăn luôn. Nên là từ update 11 thì admin đã xóa cái Rare Artifact ra khỏi game. Nói chung thì mình với Vdắc cũng là một trong những người chơi Blockfoot từ rất là lâu nên cũng biết được nỗi khổ đúng không? Kiểu đánh nguyên con gâu đen xong đổi tập được đúng lần. Nói chung thì lúc đó cài phải gọi là lòi chỉ luôn nha các bạn. Còn bây giờ khỏe rồi, chúng ta chỉ cần sử dụng fragment là được. Sao hạt này còn có 561 fragment vậy? Và một điều khá khó khăn nữa khi mà các bạn chơi ở những update trước đó chính là cục Rare Artifact này khi mà các bạn bị giết hay là gì đó thì nó cũng sẽ biến mất như mấy trái quỷ luôn. Và nếu như các bạn là một trong những người chơi Blockfoot lâu năm thì có vẻ các bạn đã biết những trái quỷ hiện tại đã được thay thế rất là nhiều lần từ những trái quỷ cổ xưa. Thì hồi xưa những trái quỷ nó sẽ không đẹp như thế này đâu, mà nó hình dạng kiểu như là khối vuông luôn á. Như các bạn thấy thì đây chính là một số hình ảnh của những trái quỷ cũ ha. Và sau đó thì nó sẽ trở thành những khối vuông như thế này. Tuy nhiên thì đây không hẳn là những trái quỷ cũ nhất. Nếu như chúng ta quay về những update đầu tiên thì đây chính là những trái quỷ của thời đó. Nhìn hình tròn thì nó cứ kiểu xấu xấu thế nào đúng không? Tuy nhiên sau những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thì trái quỷ đã trở thành siêu cấp bá đạo như thế này. Có animation phải gọi là bắn tùm lum luôn. Vậy là hồi xưa trái quỷ đã thay đổi 4 lần rồi nha các bạn. Và một thứ mà các bạn có vẻ khá quen thuộc với Intuju đó chính là trái Spirit. Một lỗ bung khá quen thuộc với cái trái Spirit này đó chính là lỗ bung tăng tốc độ. Thì mình đã làm khá là nhiều về lỗ bung này hồi trước rồi. Tuy nhiên thì lỗ bung này đã bị xóa khỏi Blockfoot bởi admin. Thì sau khi quá nhiều youtuber đăng về cái lỗ bung này thì admin đã chú ý tới nó và thấy nó quá mất cân bằng đi. Bởi vì như các bạn thấy đó, trong PvP mà các bạn chỉ cần chạy nhanh hơn đối thủ một tí thôi là các bạn đã out trình bọn họ rồi. Nhưng mà đằng này các bạn chạy tốc độ phải gọi là ánh sáng luôn. Nên là chính tay admin đã phải xóa cái bung này bằng cách là nói chung cách nào mình cũng không biết nữa, cái đó mình cũng không gành lắm nha. Và điều tiếp theo liệu các bạn có biết là Blockfoot hồi trước không phải là Blockfoot mà là Bloppy. Thì lúc 4 năm trước Blockfoot đã từng có cái tên là Bloppy, các bạn có thể search trên YouTube ha, mình nghĩ là vẫn còn số video để cái tên này á. Nhưng mà vì lý do bản quyền nên là admin phải xóa cái tên Bloppy đó đi và thay vào tên Blockfoot, tại vì như các bạn thấy đó, tên nó khá giống với lại One Piece ha. Nhưng mà không sao cả, mặc dù tên gì nữa thì Blockfoot vẫn rất là hay nha. Ok, và cái tiếp theo đã bị xóa khỏi Blockfoot, em biết là cái gì không? Đoán thôi, là một trái quỷ, là một trái quỷ. Trái, trái đỏ. Trái kilo. Không phải. Bro. Thì như các bạn biết đó, một trong những trái quyền thoại nhất trong Blockfoot chính là trái kilo. Thì bây giờ đã bị thay thế bằng trái rocket. Thì bởi vì sức mạnh quá kinh khủng của trái kilo nên là admin đã quyết định thay thế nó bằng trái rocket hiện tại. Và giờ cách duy nhất để sở hữu trái kilo đó chính là... What? Không thể sở hữu trái kilo luôn hả? Ôi, cái chuồng chó bây giờ hết bán trái kilo luôn rồi. Thì nếu như các bạn là người chơi mới, cách duy nhất để các bạn có thể thấy được trái kilo đó chính là đi gặp con boss mẹ mày béo. Ơi, sao nó di chuyển liên tục vậy? Đây đây, mình sẽ cho các bạn xem chiêu trái kilo nha. Đó, thì đây chính là một trong những cái chiêu của trái kilo nha các bạn. Đó, nếu như các bạn là người mới thì các bạn có thể đánh con boss này để cảm nhận được sức mạnh khủng bố của trái kilo nha các bạn. Hồi xưa là rất là mạnh luôn đó. Ủa? Thì hồi xưa trái kilo chính là một trong những trái hữu dụng nhất trong game và nó có khả năng là tăng sát thương khi mà rơi từ trên cao xuống. Nhưng mà có vẻ là nó quá phế hoặc là nó quá mạnh nên là mình đã xóa nó ra và thay thế bằng trái rocket ở phiên bản hiện tại. Ok, và một trong những trái quỷ mà các bạn yêu thích nhất hiện tại đó chính là trái... Trái T-Rex. Trái Bottle. Thì đây chính là một trong những trái mà những người PvP thích sử dụng nhất. Với khả năng dịch chuyển liên tục của nó và biến ảo khung lường thì những người PvP sẽ rất là thích sử dụng trái Bottle này. Tuy nhiên nếu như các bạn không biết thì ở những update trước, trái Bottle hiện tại không phải là trái Bottle thật sự, mà ở những update trước thì trái Bottle chính là trái đo nha các bạn. Thì trái đo hồi xưa cũng có cái cơ chế khá giống trái Bottle hiện tại, đó chính là dịch chuyển từ đảo này sang đảo khác. Tuy nhiên thì cái bộ chiêu thức của nó sẽ khác với trái Bottle một tí xíu ha. Tuy nhiên lý do mà mình xóa trái đo khỏi Blockfoot và thay thế bằng trái Bottle đó chính là lý do bản quyền. Bởi
chế đo hồi xưa admin làm khá là giống với lại trong One Piece, nên là phải bắt buộc thay thế bằng chế bottle, nếu không thì game sẽ có nguy cơ bị đánh sập ha. Ok, và thứ tiếp theo đã bị xóa khỏi Block Foot đó chính là giao diện chính. Như các bạn thấy ở đây thì hồi xưa khi mà vào game á thì nó sẽ có hình của Buggy và một người lính hải quân, và đương nhiên hồi xưa thì mấy cái hình này nó rất là xấu và nó thậm chí là nó không có chuyển động như bây giờ nữa. Và đây chính là góc nhìn hiện tại của chúng ta. Như các bạn thấy thì nó sẽ có animation di chuyển cái kiểu. Ồ, vậy là hồi xưa nó chỉ thay thế con Buggy thôi. Khá có thể là do con Buggy đó nhìn giống trong One Piece nên là cũng bị đánh bản quyền, phải thay thế bằng cái ông hải tặc này luôn nha. Em biết cái gì đã bị xóa khỏi trong Block Foot nữa không Phố? Thì quay trở về một năm trước, trái Show đã bị loại bỏ khỏi Block Foot và thay thế bằng trái Sibiric. Thì ngoài việc bị thay đổi cái tên và giao diện ra thì mọi thứ còn lại nó vẫn y chang cũ ha. Tại vì theo mình cảm thấy thì trái Sibiric cái chiêu nó cũng khá là OP các bạn. Cái chiêu V á, bắn trúng một cái là coi như là banh xác luôn. Nói chung thì nó cũng sẽ không thay đổi quá nhiều về chiêu thức các bạn, chủ yếu là thay đổi về giao diện thôi. Tại vì lý do mà nó bị thay đổi chính là do bản quyền. Ok, đến với cái tiếp theo đã bị xóa khỏi Block Foot thì đố em đó chính là gì? Gợi ý nha, đó là một cái kiếm. Cái cây nào bị xóa ta? Cây Yoru với cây nào? Thì cái kiếm đã bị xóa khỏi Lockwood chính là cây Yoru. Như các bạn biết thì cây Yoru hồi xưa nó sẽ nhìn như thế này. Thì như các bạn thấy nó nhìn rất là ngầu và giống như cái kiếm của Mihawk ở trong One Piece vậy đó. Tuy nhiên thì sau hai lần thay đổi thì cây Yoru của chúng ta đã biến thành một cây kiếm bự chạp ba lưỡi thế này. Nói chung thì cây Yoru hiện tại mình cảm thấy khá là ok nha các bạn. Quá đã. Ok, thì trái quỷ tiếp theo đã bị xóa khỏi Lockwood đó chính là trái Revive. Ôi, trái Revive. Như các bạn biết, trái Revive đã bị xóa khỏi Lockwood và thay thế bằng trái Ghost. Và đương nhiên lý do mà trái Revive bị xóa khỏi Lockwood mà mình suy nghĩ ra được đó nha, đó chính là do nó quá phế. Thì không biết hồi xưa các bạn có cảm thấy trái Revive nó mạnh hay không, nhưng mà mình cảm thấy nó khá là phế các bạn. Đó, bây giờ mình đã sửa thành trái Ghost với một khả năng chiến đấu rất là bá đạo đó. Thì mấy bữa nay các bạn có coi clip mình thì các bạn biết cái sức mạnh của trái Revive rồi. Mình xài nó là mình hành phút 50 luôn nha các bạn. Ốc hay gì vậy đó, lộn. Trái Ghost hiện tại nó còn có khả năng khá là đặc biệt nữa, đó chính là triệu hồi ra phân thân. Thì với sức mạnh này các bạn sẽ không cần phải tự đi farm quái nữa, mà thay vào đó thì những thằng đệ của bạn sẽ đi farm quái giùm các bạn. Quất nó. Đi về với anh nè. Về mansion nha. Đố em cái gì đã bị xóa trong cái mansion này? Đoán được không? Cái bản property. Sai. Đó là ông bán trái quỷ hồi xưa. Hồi xưa không có ông admin ở đâu. Hồi xưa là có cái ông da đen khác cũng bán trái quỷ đây nữa. Em nhớ rồi. Thì nó phút đã xóa ông bán trái quỷ cũ ra khỏi game và thay thế bằng admin Violet. Làm gì vậy? Ui. Và từ khi mà update ông admin này vô, mình cảm thấy là cái random này nó bịp hơn hẳn luôn nha các bạn. Như các bạn thấy thì một đống trái quỷ của bắp ở đây thì chỉ có một trái hù mình là trái xịn thôi. Ok, và đến với thứ tiếp theo thì đây cũng là một thứ không hẳn là bị xóa khỏi Lock Food nha, mà nó được thay thế một cái ngon hơn, đó chính là tính năng lấy trái quỷ vĩnh viễn ra nha các bạn. Thì nếu như các bạn là một trong những người chơi Lock Food lâu năm, có vẻ các bạn sẽ biết là cái shop này hồi xưa nó sẽ không có chức năng lấy mấy trái quỷ vĩnh viễn ra như thế này, mà chúng ta cần phải chạy thiệt là xa về cái ông what the fuck. Thì chúng ta cần phải lại ông Block Foot Dealer này để lấy mấy trái quỷ vĩnh viễn ra đó. Mà rất may mắn là admin đã thêm vào cái shop này để chúng ta không phải thấy cảnh tượng như nãy giờ chúng ta thấy nha các bạn. Và trái quỷ tiếp theo đã bị xóa khỏi Block Foot đó chính là, em biết gì không? Rồi lần này sao biết, trái lớp. Đồ what the fuck. Thử nha các bạn, thì trái quỷ tiếp theo đã bị xóa khỏi Block Foot đó chính là trái lớp. Thì trái lớp hiện tại được thay thế toàn bộ bằng những kỹ năng siêu cấp bá đạo, chứ nó không còn phế như hồi xưa nữa. Và thậm chí là nó có cái cơ chế khá là VIP, đó chính là chở theo người bạn của chúng ta. Đó, rất là xịn nha. Và nếu như các bạn có thắc mắc là chiêu trái lớp hồi xưa nó sẽ như thế nào, thì đương nhiên là chúng ta vẫn còn cách để có thể thấy được nó. Em biết cách gì không? Thì các bạn chỉ cần đi qua kiếm Boa Hancock. Đây, một con boss từ rất là lâu rồi. Rồi xài chiêu đi. Đó, thì đó chính là chiêu của trái lớp cũ nha các bạn, bắn ra mấy trái tim và những cái mũi tên. Thì nói chung nếu như các bạn muốn xem chiêu của trái lớp cũ, các bạn chỉ cần lại con boss Hancock này là các bạn có thể xem nó rồi ha. Và những trái quỷ tiếp theo được bị xóa khỏi Lock Food đó chính là trái bo, và nó đã được thay thế bằng trái ben hiện tại nha các bạn. Thì cũng giống như trái bo thì một trái nữa cũng đã được thay đổi, đó chính là trái string nha các bạn. Hồi xưa cái trái spider nó có tên là trái string, trái tơ, nhưng mà vì lý do bản quyền nên là hai trái này đã được đổi thành trái ben và trái spider như bây giờ. Nhưng mà rất tiếc thì chỉ có trái spider là được đổi chiêu thôi, còn trái ben thì không có thay đổi nhiều lắm ha. Và trái cuối cùng đã bị xóa trong video ngày hôm nay chính là một trái khá đặc biệt, đó chính là trái dragon, một trong những trái sắp bị xóa. Thì bây giờ nếu như mà các bạn không có sở hữu trái dragon trước á, là các bạn sẽ không thể nào mà sử dụng được nó nữa. Đó, giờ các bạn bấm vô thì nó sẽ để là the king of the fruit, nó đang up sale rồi, không có mua được nữa. Chỉ có những người sở hữu trái dragon chỉ có những người sở hữu trái dragon trước nhưng tu du thì mới có thể lấy trái dragon ra được thôi nha các bạn. Mà tại sao con rồng lại là
gồng da đen ta? Nó dằn nắng nhiều quá. Không, chắc nó ăn đồ nhiều á. Và bài học của ngày hôm nay đó chính là trái dragon màu đen sẽ là trái dragon mạnh nhất, bởi vì nó cần tới 600 mastery để lấy được.